Người Hồi giáo cực đoan biểu tình chống chuyến viếng thăm Nam Dương của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tin từ Jakarta, hơn 300 người Hồi giáo cực đoan Nam Dương ngày hôm nay đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Jakarta trước chuyến thăm quốc gia Hồi giáo đông dân nhất trên thế giới của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton. Bà Clinton dự trù sẽ đến Jakarta vào tối hôm nay và tổ chức các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nam Dương ông Martti Natalegawa và Tổng thống Nam Dương ông Susilo Bambang Yudhoyono vào ngày mai. Những người biểu tình thuộc nhóm Hizbut Tahrir. Đại sứ quán Hoa Kỳ đang có kế hoạch xây dựng đại sứ quán mới ở vị trí hiện tại của mình. Phát ngôn viên của nhóm là ông Isman Yusantu cho biết đại sứ quán mới sẽ là đại sứ quán Hoa Kỳ lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau đại sứ quán ở Iraq và Pakistan. Ông Yusantu nói ông lo ngại rằng một đại sứ quán lớn hơn sẽ dễ dàng hơn cho Hoa Kỳ xâm chiếm Nam Dương. Đại sứ quán Hoa Kỳ chính thức cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 12 năm nay và dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2017. Nhóm Hizbut Tahrir cũng phản đối việc gia hạn hợp đồng của công ty McMoran với công ty vàng của Nam Dương từ năm 2012 đến năm 2014. Mỏ Casper của hãng McMoran ở phía tây Papua có dự trữ vàng lớn nhất và là mỏ đồng lớn thứ hai trên thế giới. Hoạt động tại mỏ đã bị cản trở trong những tháng gần đây do một loạt các tranh chấp lao động, bao gồm một cuộc đình công kéo dài 3 tháng vào cuối năm ngoái.